tôi đang căng, không có ai đó. Không ấy bà làm đi, tôi không làm đâu, thấy ấy lấy lắm. Ông có phải con trai không? Mấy cái này ông biết sao tôi biết được? Lẹ đi. Con trai là phải đi xì lốp xe con gái hả? Ông thì lẹ đi, người ta ra rồi kìa. Ủa cái thẻ xe tôi đâu rồi? Thẻ xe thì không chịu giữ gì hết, để nó rơi rớt tùm lum hết, không thấy luôn mẹ. Thẻ xe đâu? Có trong này không? Thấy không? Thì đang kiếm nè, mà chưa đi thì làm sao mà thấy được. Mệt bà ghê luôn á. Ông làm lẹ đi, nãy giờ là xong rồi đó. Từ từ đang tìm cái lỗ nè. Tôi ra giờ. Ê. Ông này. Hai người đang làm gì đây vậy? Bà An kêu tôi xì lốp xe bà My để trả thù cho Thư với Minh. Đâu ông nói lớn vậy? Trời ơi. Nói lớn nó mới nghe. Trả thù cái gì, cái chuyện nhỏ xíu mà trả thù.